Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 2 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Sơn La thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tăng cường trên 40 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Đảm bảo an toàn du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong những năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch các ngành lĩnh vực, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sơn La đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 375 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 25.790 tỷ đồng. Các dự án đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định xã hội, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh. Xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng, bình quân 24.000 tỷ đồng trên năm. Trong đó, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2016-2020. Bình quân mỗi năm thu hút đầu tư từ 50 đến 60 dự án đầu tư, xây dựng và hình thành 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60% tổng diện tích vào năm 2025. Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy mô tập trung, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản tập trung quy mô lớn, phát triển công nghiệp sạch và đầu tư khai thác hợp lý nguồn năng lượng tái tạo, thu hút phát triển du lịch chuyên nghiệp, hiện đại gắn với khai thác tiềm năng nông nghiệp, khí hậu, bản sắc văn hóa, con người theo hướng bền vững, tập trung thu hút nguồn lực, đầu tư khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tập trung quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp có lợi thế trên địa bàn tỉnh, tập trung thu hút phát triển các khu đô thị, xã hội hóa, các trung tâm thương mại, hệ thống chợ tại các trung tâm huyện, thành phố, đồng thời thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn toàn tỉnh. Những năm vừa qua, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó trọng tâm là chủ trương phát triển cây ăn quả và phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, các địa phương đã chuyển đổi được 52.190 ha cây trồng sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ ghép cải tạo vườn cây ăn quả cho 25.943 hộ gia đình, hỗ trợ mô hình trồng mới 640 ha cây ăn quả và xây dựng 10 vườn ươm giống cây ăn quả trên địa bàn các huyện, thành phố, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn cho gần 500 lượt tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 78.850 ha cây ăn quả và cây sơn tra, gấp gần 4 lần so với đầu năm 2016. Giá trị sản xuất đạt bình quân hơn 200 triệu đồng một ha trên năm. Toàn tỉnh có 614 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 522 hợp tác xã so với năm 2016. Những kết quả nêu trên có được là nhờ vào chủ trương đúng đắn của tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị, đem lại thu nhập cao cho các hộ thành viên trong hợp tác xã. Cụ thể, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, ban hành đề án ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã kiểu mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã hỗ trợ hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 50.000 lượt hộ gia đình cá nhân đầu tư vào nông nghiệp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các địa phương đã quan tâm tạo điều kiện cho người chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung với quy mô trang trại. Nhờ vậy, trong chăn nuôi đã có nhiều khởi sắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung được xem là một trong những hướng xóa đói giảm nghèo và góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 cơ sở chăn nuôi các loại gia súc gia cầm, trong đó gần 270 cơ sở chăn nuôi trâu, 594 cơ sở chăn nuôi bò, gần 1.130 cơ sở nuôi lợn và 6 cơ sở nuôi gà.
Các cơ sở chăn nuôi được tập trung tại các huyện Mường La, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Phú Yên và thành phố Sơn La. Cùng với đó, việc áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến được ứng dụng rộng rãi. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và cấp chứng nhận Việt Gáp hoặc tương đương cho 3 chuỗi thịt lợn an toàn, sản lượng đạt trên 4.360 tấn một năm, 2 chuỗi thịt gà an toàn, sản lượng 27 tấn trên năm, 5 chuỗi mật ong an toàn với sản lượng gần 650 tấn trên năm. Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, ngoài khu dân cư, áp dụng công nghệ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị, để phát triển vùng nguyên liệu dứa cung cấp cho Trung tâm Chế biến Rau quả Doveco Sơn La, huyện Quỳnh Nhai xác định đây là cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Hợp tác xã Bản Cút, xã Mường Rôn, huyện Quỳnh Nhai có 7 thành viên đã góp đất trồng dứa. Đến nay, hợp tác xã đã trồng được 4,5 ha dứa. Dự định trong năm 2021, hợp tác xã sẽ mở rộng diện tích trồng dứa lên 10 ha. Nông dân cũng cái bước đầu thì cũng có khó khăn về là cũng chưa biết được cái điều kiện sống của cái dứa như thế nào. Thì tại thì các cán bộ cũng đã chuyển giao kỹ thuật thì người nông dân cũng rất vui lòng để sẵn sàng là trồng dứa để phát triển. Năm 2020, huyện Quỳnh Nhai tổ chức triển khai thực hiện trồng được 103,4 ha giống dứa Queen tại các xã Triềng Ơn, Mường Rôn, Mường Giàng, Mường Sại. Các hợp tác xã đã liên kết với các hộ dân trên địa bàn để trồng dứa, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của bà con nhằm phát triển theo chuỗi liên kết. Theo đánh giá, bước đầu cây dứa sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua là theo cái nghị quyết của tỉnh thì sản xuất vùng nguyên liệu cho công ty xuất khẩu Đồng Giao thì huyện Quỳnh Nhai cũng đã triển khai cái mô hình trồng dứa và chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn bà con từ cái khâu trồng rồi lại chăm tạm cỏ này, bón phân. Đấy, và thời gian tới thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bám sát địa bàn để giúp bà con phát triển cái cây dứa trên địa bàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 2.500 ha dứa tập trung tại các xã Mường Rôn, Triềng Khay, Pá Ma Pha Khinh, Triềng Ơn, Mường Sải, Nậm Ét, Mường Giàng cung cấp nguyên liệu cho Trung tâm Chế biến Rau quả Doveco Sơn La. Theo kế hoạch, giai đoạn 2020-2021, huyện xây dựng các mô hình sản xuất dứa quy mô 300 ha với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Tham gia mô hình, các hộ gia đình, hợp tác xã được hỗ trợ kinh phí mua cây giống, tập huấn kỹ thuật và từ năm 2021 trở đi sẽ hỗ trợ giống từ cây đã trồng các năm trước. Chúng tôi tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cái vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có quy mô và lựa chọn những cây có tiềm năng, lợi thế và đủ điều kiện đáp ứng cái nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoa quả trên địa bàn tỉnh, khuyến khích và chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang cái cây có giá trị kinh tế cao. Tập trung với tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp hợp tác xã thực hiện quy trình sản xuất theo đúng với cái tiêu chuẩn đảm bảo cái chất lượng. Có thể thấy, việc xây dựng mô hình trồng dứa nguyên liệu với quy mô lớn theo hướng liên kết bốn nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, huyện Quỳnh Nhai đang từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng đến hình thức canh tác bền vững nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay có 4 ngày nghỉ. Tuy vậy, Công an thành phố Sơn La vẫn duy trì tăng cường lực lượng làm căn cước công dân, điện tử, gắn chip, phục vụ nhân dân 24 trên 24 giờ. Với mục tiêu hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra, Công an thành phố Sơn La đã tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện việc tăng ca làm đêm cho kịp tiến độ. Ngay trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tại điểm cấp căn cước công dân tập trung tại trụ sở Công an thành phố, vẫn có hàng trăm lượt người dân tới để làm căn cước công dân. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên đơn vị đã quán triệt tinh thần
vừa cấp căn cước công dân, vừa bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong quá trình làm thủ tục. Quá trình thực hiện thu thập mà thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn thành phố qua theo dõi thì còn thấy là còn số lượng nhân dân đi làm ăn xa và học sinh sinh viên đi học ở các địa phương khác, số lượng chưa làm căn cước công dân còn khá nhiều. Lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các xã phường trực tiếp là gửi giấy mời và liên lạc qua điện thoại với các số công dân này để trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì mời các công dân đó về làm căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Do đặc điểm nhiều người đi làm ăn xa, ngày nghỉ lễ mới tranh thủ về nhà. Chính vì vậy, mặc dù những ngày nghỉ lễ, lãnh đạo các đơn vị vẫn tăng cường cán bộ chiến sĩ, trang bị cơ sở vật chất, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý nhanh gọn các thủ tục hồ sơ của người dân với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, còn dân là còn làm. Ngày lễ thì vẫn làm căn cước công dân thì bọn em cũng xuống để làm, cũng được các anh, các chị đón làm để làm căn cước công dân, bọn em làm cũng nhanh. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, trách nhiệm, Công an thành phố Sơn La đã đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cấp căn cước công dân đề ra. Riêng trong 3 ngày dịp nghỉ lễ, từ 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 đã thu nhận được 807 hồ sơ. Tính đến hết ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021, toàn thành phố đã thu nhận được 68.721 hồ sơ, đạt trên 90% kế hoạch, đã trả 24.704 trên 47.526 thẻ căn cước công dân cho công dân trên địa bàn. Trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vân Hồ đã chịu sức ép quá tải trước số lượng du khách và người dân về nghỉ lễ tăng đột biến. Lực lượng chức năng đã phải căng mình chia ca, tăng cường tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại km 162 quốc lộ 6 thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, ngày 30 tháng 4. Tình trạng ùn tắc cục bộ thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân được cho là do chốt nằm trên quốc lộ 6 là cửa ngõ của tỉnh Sơn La dẫn vào khu du lịch quốc gia Mộc Châu và đường lên tỉnh Điện Biên. Cùng với đó, ngoài số người dân về quê nghỉ lễ còn một lượng rất đông khách du lịch. Theo thống kê của lực lượng chức năng, chỉ trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 đã có gần 8.000 phương tiện với gần 40.000 người thực hiện kê khai y tế qua chốt này. Trong ngày hôm nay thì cái lưu lượng phương tiện rất là lớn. Ngay từ sáng đến giờ đã có trên 5.000 lượt phương tiện và trên 2 vạn người đi qua cái địa bàn này. Do đó anh em chúng tôi về mặt giao thông, chúng tôi đã phải huy động toàn bộ thêm cái lực lượng của riêng đội cảnh sát giao thông bộ số 1 để hỗ trợ anh em trạm COVID để thông đường trong cái khoảng thời gian sớm nhất mà vẫn đảm bảo cái việc kiểm tra kiểm soát COVID tại trạm. Theo quy định, người dân qua chốt sẽ phải thực hiện kê khai các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, số chứng minh thư hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu thường trú, nơi đi, nơi đến, phương tiện sử dụng, biển kiểm soát xe, tình trạng sức khỏe hiện tại. Theo ghi nhận, đa số đều sẵn sàng hợp tác với lực lượng chức năng để thực hiện kê khai y tế. Tuy nhiên, cũng có không ít người thiếu ý thức, chủ động tăng ga vọt qua chốt, trốn tránh kê khai y tế. Để sớm thông tuyến và giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông cục bộ, lực lượng cán bộ chiến sĩ trực chốt đã chủ động phát tờ rơi cho người tham gia giao thông để mọi người thực hiện việc kê khai một cách nhanh chóng. Thì về phía huyện Vân Hồ, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cái tổ chốt của tỉnh. Ví dụ như là tăng cường các lực lượng ngay từ ngày đầu, chúng tôi tăng cường cái lực lượng của công an viên, rồi là dân quân để cái việc thứ nhất là chuẩn bị tất cả các điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn trốn ở cho trạm yên tâm để hoạt động. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về tất cả các vật tư y tế để cho phục vụ cho chốt, để sẵn sàng phát hiện những trường hợp nghi nhiễm hoặc là có biểu hiện. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng các điểm cơ sở y tế để có thể đưa vào cách ly tập trung. Trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, 40 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, thanh tra sở giao thông vận tải, y tế chia 4 ca, mỗi ca 6 tiếng để thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, lượng người và phương tiện qua chốt này tăng gấp vài chục lần ngày thường. Nếu số lượng người và phương tiện qua đây còn tiếp tục tăng, thì lực lượng chức năng tại đây sẽ phải xin hỗ trợ tăng cường quân số để đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Người dân cũng cần nêu cao ý thức, khai báo đầy đủ mỗi khi đi qua các trạm, chốt kiểm dịch.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tiếp nhận và tăng cường lực lượng quân sự thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, ngày 1 tháng 5 tại Trung đoàn 754 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tiếp nhận lực lượng quân sự tăng cường cho đơn vị. Trong dịp này, đã có 42 đồng chí là chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do cái diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng các cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 42 đồng chí chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường cho các chốt biên giới để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Sau khi tiếp nhận các đồng chí chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thì chúng tôi đã tổ chức gặp gỡ, giao nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị cơ sở chuẩn bị, làm tốt công tác chuẩn bị. Khi các đồng chí chiến sĩ được về đến các đơn vị và các chốt thì tiếp tục gặp gỡ, giao nhiệm vụ và hướng dẫn anh em trong việc tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ở trên biên giới. Các chiến sĩ sẽ được biên chế về các tổ chốt biên phòng trên biên giới của tỉnh Sơn La, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ tăng cường thuộc lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự sẽ được giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, tình hình nhiệm vụ, tình hình nội ngoại biên, hệ thống đường biên mốc giới, tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới, phương pháp xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới. Sau khi nhận nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tôi thấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cho nên sau khi về tại các chốt kiểm dịch, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La quản lý trên 270 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ tháng 2 năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì 51 tổ chốt với trên 400 cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ trên biên giới, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Việc tăng cường quân số đợt này sẽ giúp các tổ chốt của Bộ đội Biên phòng được bổ sung lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo. Chủ động ứng phó thiên tai mùa mưa lũ. Sơn La phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài nên nhu cầu du lịch của người dân cũng tăng cao. Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ, ước tính có trên 2-3.000 khách du lịch đến với cao nguyên Mộc Châu. Để đảm bảo du lịch an toàn, nhất là trong dịp lễ, huyện Mộc Châu chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, quyết liệt thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cũng như yêu cầu các khách sạn, nhà hàng và du khách nâng cao ý thức phòng dịch. Các điểm du lịch ở huyện Mộc Châu luôn trong tình trạng đông nghịt khách du lịch ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đa số người dân và du khách đã có ý thức đeo khẩu trang tại các điểm du lịch. Các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong phục vụ khách dịp lễ. Các doanh nghiệp cũng nâng cao tinh thần phòng dịch, không chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Thì về phía chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ du khách thì chúng tôi luôn có những cái lịch sát khuẩn, sát trùng cho phòng cũng như là vệ sinh cho những cái công cụ, dụng cụ phục vụ du khách. Bên cạnh đó thì khi mà đón tiếp những du khách thì chúng tôi luôn có làm những cái tờ khai y tế cũng như là tuân thủ những cái quy định của Bộ Y tế đã hướng dẫn trong những công văn như là những cái kế hoạch như là 5K. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch luôn được thực hiện tốt, huyện Mộc Châu có công văn chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Những thông điệp phòng chống dịch được phát hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh và xe lưu động đi tuyên truyền dọc các tuyến đường chính, các điểm du lịch. Đồng thời, huyện cũng thành lập các tổ công tác thường xuyên nắm địa bàn, kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Phát hiện những thiếu sót, kịp thời nhắc nhở, khắc phục để đảm bảo an toàn cho chính các cơ sở kinh doanh và du khách. Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã thường xuyên bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra lưu trú, các quán ăn, nhà nghỉ, thực hiện
theo 5K. Đối với các cơ sở lưu trú và các quán ăn thì đã thường xuyên đôn đốc nhắc nhở để thực hiện về cái việc là giữ khoảng cách cũng như là khai báo y tế. Trước tình hình mới khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn thì yếu tố đảm bảo an toàn trong du lịch được huyện Mộc Châu đặt lên hàng đầu. Để du lịch thực sự an toàn thì vẫn cần lắm mỗi người dân và du khách tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế dù ở bất cứ đâu. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và sản xuất của nhân dân khu vực dự án nhà máy thủy điện nhỏ, an toàn công trình thủy điện nhỏ, bao gồm các nhà máy đã phát điện và các dự án đang trong quá trình thi công, đầu tư xây dựng trong mùa mưa lũ năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ. Rà soát, xác định, cập nhật những khu vực dự án thủy điện có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn khu vực đập và vùng hạ du để xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Lưu ý kiểm tra an toàn các dự án thủy điện đang thi công, dự án thủy điện đang hoạt động nhưng có vi phạm về an toàn đập. Kiểm tra, giám sát các quy trình vận hành các nhà máy thủy điện như quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống lũ bão, đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo vệ môi trường. Thông tin kịp thời và cảnh báo sớm với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, về dự báo khả năng xảy ra các dạng thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La và khu vực các dự án thủy điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp, thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2021. Các nhà máy thủy điện chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn trong quá trình thi công, vận hành phát điện, vận hành hồ chứa, chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để mất an toàn, ảnh hưởng sản xuất, đời sống nhân dân do không thực hiện đúng quy định của pháp luật, thiết kế kỹ thuật và các quy định, quy chế, quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ, an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2021. Trước diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết, tỉnh Sơn La đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình phòng chống mưa lũ và sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện Thuận Châu, thiên tai đã làm 6 người chết, 13 người bị thương, hơn 1.600 ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ. Hàng nghìn hecta lúa, ngô, rau màu, ao cá, chè, cà phê bị ngập úng, cuốn trôi, làm hư hỏng gần 1.000 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, canh tác của nhân dân. Là một trong những hộ ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ, gia đình chị Lường Thị Cương ở bản Nà Lĩnh, xã Trường Ly, huyện Thuận Châu đã phải sống chung với cảnh đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng do thiên tai nhiều năm. Ở đây thì do nó giáp suối nên nhiều khi lũ lụt về nó thất thường. Vâng, thế là do nhà nước có chủ trương làm cái bờ kè đi qua đây thì gia đình tôi cũng có hiến đất cho nhà nước cũng làm bờ kè thì nó cũng đỡ hơn, chứ như mỗi năm là mỗi khi lũ về thì nó ngập hết vào cả trong nhà, cũng phải dâng lên 1 mét, thì trong thời gian cũng phải mất khoảng tầm 1 tuần thì không làm được việc gì. Vào cuối năm 2020, huyện Thuận Châu đã khởi công xây dựng công trình kè phòng chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội tại thị trấn Thuận Châu. Giai đoạn 1, công trình có chiều dài tuyến kè hơn 400 mét, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, với mục tiêu dẫn nước và thoát lũ trên suối Muội, đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, ngăn chặn sạt lở hai bên bờ suối. Ngay từ đầu năm, thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo để ban hành các cái văn bản liên quan đến công tác điều hành và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2021, những kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án phòng chống thiên tai và kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của huyện, và chỉ đạo các xã cũng kiện toàn lại ban chỉ đạo. Thứ hai là rà soát và tăng cường quản lý xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình giao thông thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư đô thị tại khu vực ven sông, ven suối, các khu vực đồi núi để đảm bảo hạn chế thấp nhất do tác động của thiên tai. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã nhanh chóng rà soát, đánh giá chỗ ở an toàn cho người dân, các khu vực thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, kiểm tra rà soát các công trình hạ tầng cơ sở về thủy lợi, thủy điện, có biện pháp gia cố, tu sửa an toàn trước mùa mưa lũ. Qua trước thì chưa có hồ chứa nước bản mòng thì cứ mỗi khi có lũ quét về thì nó cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nhân dân, như lũ ống, lũ quét này, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ở các vùng ven của suối Nậm La.
Thì từ khi nhà nước triển khai xây dựng công trình này thì cái việc đấy thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều. Cái việc xả lũ như nào thì do cơ quan vận hành người ta sẽ tính toán thì sẽ đảm bảo rất là tốt cho đời sống của bà con nhân dân ở vùng hạ lưu dưới này. Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 204 trên 204 xã phường thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai với tổng số thành viên 18.243 người. Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai mùa mưa lũ năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả về cái việc mà chúng ta thực hiện cái kế hoạch số 193 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện cái kế hoạch số 27 của tỉnh ủy, triển khai thực hiện cái chỉ thị số 42 của Ban Bí thư, phải chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tránh, ứng phó với các dạng thiên tai ở tại mỗi cái địa bàn cơ sở. Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La cơ bản đã xây dựng xong các phương án, giải pháp cụ thể để có thể chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến năm 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%. Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Sơn La đã giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho trên 108.000 lao động, cho vay trên 200 tỷ đồng với trên 6.800 dự án đào tạo việc làm cho gần 9.800 lượt lao động. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị chỉ còn khoảng 3,8% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức trên 10%. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp có sự thay đổi đáng kể, từ 73,7% năm 2015 đến nay chỉ còn 68,7%. Các lao động này chủ yếu chuyển đổi sang các lĩnh vực như công nghiệp giày da, xây dựng, dịch vụ, du lịch. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục đầu tư chương trình giảm nghèo bền vững, trợ giúp thiết thực cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân cư còn nhiều khó khăn, đầu tư phát triển các thành phần kinh tế tư nhân, tăng cường phát triển các mô hình hợp tác xã, xây dựng chương trình nông thôn mới. Thành phố Sơn La hiện có 36 trên 43 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 18 trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm học 2019-2020, chất lượng giáo dục trẻ trong 5 lĩnh vực phát triển theo từng tiêu chí đạt và vượt trên 95% so với năm trước. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi tăng 1,6% so với năm trước, 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Hiện nay, 100% giáo viên các cấp học của thành phố Sơn La đạt chuẩn trình độ đào tạo theo luật giáo dục năm 2019. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học được các trường học quan tâm. 100% đơn vị trường học đã kết nối Internet và sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, đầu học kỳ 2 năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 với phương châm học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học. Các đơn vị trường học đã ứng dụng tốt các phần mềm như Zoom, Office 365, Google Meet để dạy học trực tuyến, đảm bảo kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2020-2025, ngành giáo dục thành phố Sơn La tập trung vào 3 khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức, hoạt động giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn trong các đơn vị trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Qua đó, các trường học đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới công tác quản lý, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, góp phần đưa chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày một nâng cao. Chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 22-29 độ. Thành phố Sơn La 21-28 độ. Mường La 23-31 độ. Mai Sơn 20-27 độ. Yên Châu 22-28 độ. Sông Mã 22-30 độ. Bắc Yên 19-26 độ. Phú Yên 21-28 độ. Mộc Châu 18-25 độ. Sốp Cộp 22-30 độ. Vân Hồ 18-25 độ.
Thuận Châu 22 đến 29 độ.